Chào tất cả các bác nha. Hôm nay em lại đem lên một đơn hàng chưa cho các bác. Đây là hai cây lan, làm gì em cũng chưa biết tên cái dòng này. Làm gì quên cái tên của nó. Mà mặt hoa của nó rất là thơm nhé. Và bên này là có những cái cây làm cái tuyến đá nhé. Tuyến đá này thì nở hoa cũng rất là đẹp luôn. Cái này chủ yếu sống trên vách đá không, khá là nhiều nhá, khá là nhiều cây luôn. Xem nào, khá là nhiều cây luôn nha các bác, rất là đẹp luôn. Có những cái to nữa này, lá nó cũng rất là to luôn. Cái hình carbon tuyến đá với lại hai cây lan này là có giá là 100k nha các bác nhé. Đấy, 100k cho các bác. Chẳng ca nhé, bắt đầu chốt được thì nhắn qua Zalo trên số điện thoại trên tiêu đề nhé. Số điện thoại trên tiêu đề em, số đó cũng là Zalo của em nhé. Hoặc là các bác gọi trực tiếp luôn. Vậy nha, hôm nay thì chỉ có như vậy thôi các bác ạ.